Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, bài làm chứng của Alan Thành cũng tuyệt vời. Bài làm chứng của cô Kim thật sự đụng chạm chúng ta. Thấy sự thành tín của Chúa. Khi chúng ta ước ao điều gì, Chúa không bao giờ từ chối. Amen. Và bài làm chứng của Tiffany, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng gìn giữ chúng ta, bảo ẩm chúng ta đi ra đi vào từ nay cho đến đời đời. Amen. Như Tiffany cũng đã nói là Chúa yêu ai thì Chúa yêu cho đến cuối cùng luôn. Và chúng ta tin vào điều đó, cảm ơn Chúa. Cho nên hôm qua thì tôi ở nhà của Alan, thì bây giờ chúng tôi đang ngồi chơi với nhau, thì xung quanh nhà tự nhiên chim hót quá trời luôn. Chim hót hay lắm. Thì tôi nói với Alan Thành đó là những con chim nó đang ngợi khen thờ phụ Chúa lắm. Cái đó là có một bài hát chúng ta nhớ không? Khi vô sau rừng, muôn cây chăm chút cỏ mọc xanh, ríu rít tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình, hồ ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi ở Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng cao cả quyền ngoài. Có nghĩa là Đức Chúa Trời dùng cả tiếng chim, dùng những âm thanh trên rừng, dùng những tiếng gió để ngợi khen và thờ phụ Chúa. Amen. Như vậy không có lý do gì chúng ta là những bậc có hơi thở mà không ngợi khen thờ phụ Ngài. Nếu nói về cảm tạ Chúa và thờ phụ Chúa, chúng ta có hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ lý do để chúng ta ngợi khen thờ phụ Chúa. Amen. Đúng không ông bà chị em? Có muôn vàn lời để chúng ta cảm tạ và ngợi khen thờ phụ Ngài. Hôm qua chúng tôi đi và nói chuyện với nhau thì có người bạn gửi một bài hát nói rằng, ô bài hát này nói rằng nó là từ hơi thở chúng ta, Đức Chúa Trời cũng ban cho từng cái đồi núi, rồi từng cây cỏ, rồi trái cam chúng ta ăn, rồi từng cái dòng nước chúng ta uống. Mọi sự Ngài đã dùng hết cho chúng ta hưởng. Mà tại sao con người lại không biết ơn Đức Chúa Trời? Nhưng cảm ơn Chúa, chúng ta là những người đã biết Chúa Giê-xu. Chúng ta luôn luôn mở miệng cảm ơn Đức Chúa Trời là đã nuôi nấng chúng ta, bảo vệ chúng ta, chăm sóc chúng ta, tha thứ tội cho chúng ta và cho chúng ta được sự sống đời đời trong danh của Chúa Giê-xu. Amen. Cảm tạ ơn Chúa mọi điều gì đó. Amen. Nhưng mà quý vị biết rằng hôm nay là lễ ngũ tuần, là lễ mà để chúng ta kỷ niệm Chúa Giê-xu, Đức Thánh Linh giáng lâm. Đức Thánh Linh đã làm thay đổi và Đức Thánh Linh đã làm tươi mới lòng nhân sự của Chúa. Cho nên trở lại như về điều tôi nói hồi nãy, từng con chim, cái giọng ca của nó, cái bài hát của nó, Chúa nghe không anh chị em? Từng con kiến, con vật nó hết đồ ăn, nó kêu cầu. Đến nỗi mà ở quê tôi á, mỗi khi mà nóng quá, chúng tôi nghe con ếch kìa, ọp, chiều lại mưa. Như vậy Đức Chúa Trời có lắng nghe tiếng của con ếch không? Ngài lắng nghe tiếng của cả con ếch nữa, đúng không chị em? Ngài lắng tai nghe từng tiếng của con vật. Như vậy trong ngày lễ ngũ tuần, Ngài đã dùng nhiều âm thanh, nhiều cử điệu, nhiều giọng nói để mà kêu thấu đến Đức Chúa Trời. Tôi cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay trong một phòng nhỏ nhỏ như thế này, nhưng mà Chúa đã cho chúng ta có những thời giờ thờ phượng Chúa thật sự là sâu lắm và làm cho chúng ta đụng chạm Đức Chúa Trời. Tôi quỳ gối tại đây với lòng biết ơn Chúa. Vì tôi nói điều này, trước đây khi tôi đến đây thì mỗi lần thờ phượng Chúa thì hát bằng trong dựa theo bài những karaoke của cơ đốc vậy, hát những bài cũng tốt không có gì cả. Nhưng mà tôi nói một sự kiện, chúng ta có quyền cầu nguyện để Chúa sai người đến để chúng ta hát thực tế, thờ phượng Chúa thực tế. Và cảm ơn Chúa đã dùng Joshua đưa Sarah đến. Chúng ta mỗi lần tôi đến khen Ngài đó nghe. Xin chào vô cùng, xin chào vô cùng. Cho nên Đức Chúa Trời là đã có nghe thời gian cầu nguyện của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Rồi tôi muốn buổi sáng hôm nay muốn chia sẻ với quý vị là những điều mà Chúa muốn mỗi người trong chúng ta, qua chúng ta mà đem tin lành của Chúa để cứu nhiều người, và qua những việc lành của chúng ta mà danh của Chúa được bày tỏ trong sự vinh hiển. Và cảm ơn Chúa, hôm nay tôi muốn chia sẻ cho quý vị là những điều mà ngăn trở khi chúng ta đi làm chứng, hay là những điều ngăn trở khi chúng ta làm việc lành. Như vậy bao nhiêu người trong chúng ta tại đây đã từng làm việc lành mà bị người khác hiểu lầm? Có người nào bị điều đó chưa? Yes. Có người nào đi giảng tin lành thì bảo là thằng Phong này đi giảng đạo vụ. Tin đạo tin lành là vụ dữ lắm.
rồi bao nhiêu người mình tốt với họ quá, họ nghĩ là người này tốt quá với mình như vậy, họ có ý gì đây? Và bây giờ cảm ơn Chúa, bây giờ cho chính quyền bây giờ cũng hiểu rồi. Chứ ngày xưa cả cô Kim Cứu Phước và từ Việt Kiều về mà vô bệnh viện mà cho tiền đấy, ơi ông bà được coi trường đó là cho tiền mà kẹt trên tờ giấy của trường phản động. Bây giờ nó có nhiều điều đó sẽ làm cho chúng ta bị nghi ngờ, nhưng mà thật sự đó là lòng của cô Kim và chú Phước là muốn làm việc lành để trả những cái ơn, những lời hứa nguyện mình với Đức Chúa Trời, không có điều gì sai cả. Amen. Cho nên trong giờ này chúng ta đọc lời của Chúa Trời được chép trong Sự Ký thứ nhất đoạn thứ 19 từ câu 1 đến câu số 5. Xin kính mời Hội Thánh vui lòng đứng lên đọc lời của Chúa Trời chung với tôi ở trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 19 từ câu 1 đến câu số 5. Sự ký thứ nhất đoạn 19 từ câu 1 đến câu số 5. Chúa ban phúc cho một sư phụ Tiên Kiều và Hậu Thánh đã tạo điều kiện cho tôi đến đây để chia sẻ lời của Chúa. Tôi đọc một câu và tôi muốn quý vị đọc một câu. Sau các việc đó, vua dân Amon là Nahash băng hà và con trai vua kế vị David nói: ta muốn bày tỏ tình thân với Nao, con của Nahash, như cha vua ấy đã đối xử với ta. David sai sứ giả đến an ủi Nao về việc thân của vua ấy băng hà. Vậy các đầy tớ của David đã gặp Nao ở trong xứ Amon để khuyên vua. Nhưng các quan trưởng dân Amon tàu với Hanun, vua tưởng rằng David sai sứ giả đến an ủi vua là vì tôn kính thân phụ vua sao? Các đầy tớ hắn đến với vua chẳng phải để xem xét và do thám sứ để hủy diệt đó sao? Hanun bắt các sứ giả của David cạo râu và cắt một nửa áo của họ cho đến mông rồi đuổi về. Vậy họ ra đi. Có người đến trình cho David biết mọi việc, vua sai người đi đến họ vì họ rất xấu hổ. Vua bảo hãy ở lại Jericho cho đến khi rau các ngươi mọc lại rồi hãy trở về. Xin kính mời Hội Thánh vừa rồi. Câu chuyện được kể rằng là có hai ông vua trước đây cũng có một vài sự mâu thuẫn với nhau như thế nào đó, nhưng mà sau đó họ có thể giảng hòa. Và bây giờ thì ông vua Nahash này là bạn ông David đã qua đời. Và ông David ông tỏ cái điều mà tôn kính trọng bạn của mình á, thì ông sai những người sứ giả của ông đến để chia buồn hay là đi đến để dự tang lễ của ông vua Nahash này. Nhưng mà khi đến đó thì bây giờ những người trong quan trưởng đó và nói với vua rằng á, ô ông tưởng chừng rằng á là David sai những người đó đến để an ủi và chia buồn ông sao? Không phải đâu. Họ đến đó là mục đích để họ dồn xem những cái sự sơ hở nào của vua. Họ do thám sứ rồi họ tấn công, họ đánh nước của vua. Thì cuối cùng ông Hanun này mới bắt các sứ giả của David cạo rau hết một nửa, cắt một nửa áo rồi trở về. Quý vị nghĩ một người nào như thế nào? Ví dụ như bây giờ cả như bà ba mà người nào bắt mà cạo hết nửa tóc từ bên này qua bên này, còn một nửa bên này nhìn nghĩ như thế nào? Một số người thì bảo đó là mô đen, nhưng mà đối với người Do Thái á, có bộ râu là nói về một cái gì đó mà nó oai phong mãnh liệt và bày tỏ như là một người nam á. Ở Việt Nam chúng ta hay nói một câu là để râu không phải là sang, nhưng mà để râu cho biết là đàn ông bà đàn bà. Để râu không phải là già, mà để râu cho biết là đàn bà đàn ông. Mà để râu không phải là phong, mà để râu cho biết là không có tiền nữa. Nó có những cái mà họ nói những điều vui và nhắc cho chúng ta biết rằng một người như vậy mà cạo hết một nửa râu, để hết một nửa râu, còn áo thì cắt hết một nửa, để một nửa, trở về đầy gì xấu hổ, đầy mắc cỏ. Và đã biết nó thôi, phải ở lại Jericho cạo để cho rau có người nó mọc đều ra rồi may áo quần khác rồi đã trở về. Nhưng mà điều tôi đang nói tại đây là trước hết là David có một động cơ tốt hay là xấu quý vị? Tốt là gì? Muốn sai những sứ giả của mình đến để an ủi cái người bạn của mình khi qua đời. Cái lòng của David là muốn chia sẻ, muốn an ủi và muốn khích lệ. Nhưng tại nơi đây có những con người
họ nói với ông vua này rằng đó là không phải là đã biết tốt đâu, và sinh ra sự nghi ngờ. Điều này tôi đang khích lệ với mỗi dân sự của Đức Chúa Trời buổi sáng hôm nay. Trong hôm nay là ngày lễ của tuần, Chúa muốn dân sự của Đức Chúa Trời được báp tên trong Đức Thánh Linh, được đổ đầy trong quyền năng của Chúa, bước đi trong sự sức giàu và qua mọi người trong chúng ta kết quả cho danh của Chúa. Nhưng chúng ta biết rằng có một cái kẻ đứng phía đằng sau, nó sẽ rỉ tai và nó sẽ nói rằng nó là nó thiết lạ là đến từ ma quỷ, và nó sẽ nói là đừng bao giờ chơi với những người tư gia, và nó sẽ nói những cái lời như đừng bao giờ chơi thân với những người tin lành, và nó sẽ nói rằng người tin lành là người dụ, và đừng bao giờ tin vào đạo tin lành vì đạo tin lành là của Mỹ. Họ nó gieo những cái điều và nó làm cho sự nghi ngờ và làm cho những cái sự chiến tranh xảy ra và cái sự hiềm khích xảy ra và những cái điều không tốt xảy ra. Cho nên nhân danh Chúa Giêsu tôi công bố rằng qua bài học buổi sáng nay, chúng ta nhận biết đâu là kẻ thù và đâu là bạn thân thiết của chúng ta. Amen. Điều nào chúng ta cần phải tránh và điều nào chúng ta cần phải tôn trọng lòng tốt của người khác. Amen. Và chúng ta biết rằng đã làm Kinh Thánh chép như thế này. Tôi đọc lời của Đức Chúa Trời cho quý vị nghe. Cái mạng lệnh của David đó là với một đồng thời là biết ơn. Và David muốn bày tỏ tình thân sai đi. Và qua điều này cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu cũng muốn bày tỏ lòng thương xót nhân loại này. Ngài sai mỗi người trong chúng ta đi vào trong thế gian này, nhưng sẽ có những con người hiểu lầm chúng ta. Nhưng mà Chúa Giêsu đã nói trước, chính Ngài cũng bị hiểu lầm, chính Ngài cũng bị bắt bớ, và chính Ngài cũng bị tra xét, và chính Ngài cũng mang những cái án mà đúng ra là Ngài không phải và Ngài cũng phải chịu. Thì mỗi người trong chúng ta không loại trừ những điều này, đúng không anh chị em? Và Đức Chúa Trời đã yêu thương nhân loại này đến nỗi Ngài đã ban con một của Ngài là cứu Chúa Giêsu xuống trần gian này. Và khi Chúa Giêsu đến như vậy á, thì Chúa Giêsu bảo rằng là khi mà Giăng Báp Tít đến á, thì không ăn không uống thì các ngươi bảo đó là người khùng người điên. Nhưng mà con người là Chúa Giêsu đến vừa ăn vừa uống với những người xấu xa thì các ngươi bảo là người này tham ăn về mê uống. Có nghĩa là đối với con người không có gì làm cho người ta hài lòng hết. Cho nên qua điều này tôi muốn nói tất cả những người đang có mặt ở đây, chúng ta đừng bao giờ mong đợi rằng chính mình sẽ làm hài lòng hết mọi người. Nhưng mà nhờ ơn Chúa, điều nào Chúa sai chúng ta thì chúng ta cứ làm. Còn hiểu như thế nào đó là việc của họ đối với Chúa. Việc rao giảng tin lành là chúng ta cứ tiếp tục rao giảng tin lành. Còn người ta tin thì tội được tha, linh hồn được cứu. Còn họ không tin thì họ có trách nhiệm trước mặt của Chúa Trời. Đúng không chị em? Việc mình đi thăm những bệnh nhân ở trong bệnh viện, đó là việc tin lòng chúng ta hứa nguyện, chúng ta cứ làm hết lòng. Còn việc ủng hộ hay là ngăn trở hay là rỉ tay sau khi những người làm từ thiện trở về thì vô hù dọa, đó là chuyện của người ta. Nhưng mà chuyện của chúng ta cứ tiếp tục làm việc lành như anh chị em. Amen. 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 Cái điều hiểu lầm là dễ làm cho chúng ta hiểu lầm. Một ngày kia tôi nói anh chị em rằng tôi có kể lại những việc của tôi mới tin Chúa. Sau khi mà tôi đi lang thang ngoài đường, tôi kiếm ăn mà tội quá không có ăn á, thì cái người kia thương xót tôi, dẫn tôi vào để mà hướng dẫn cho tôi tin Chúa. Thì hẹn cho tôi là sao? Sáng Chủ nhật này đi nhà thờ. Thì ngay lập tức cái chuyện mà đối với tôi giữ nhà thờ là một điều như là nó thiêng liêng và nó cái gì đó mà rất là tôn trọng và kính trọng. Nhưng mà rồi sáng sớm 6 giờ sáng tôi đã đạp xe đạp từ cái chỗ ngõ ngoài cái chỗ có ba bầu mẹo đó vô tới cầm xe. Đạp xe đạp xong thì đi chốt bước cái người chủ đó, đạp xe đạp để đi nhà thờ. Mà qua bao nhiêu cái nhà thờ rất là đẹp, đông người, tôi nói ông vào, ông chịu vào. Sau đó tôi biết đó là nhà thờ Công giáo. Rồi đi nữa, đạp xa lắm. Rồi bây giờ từ ở quận 11 mà đạp có tới ở ngoài Hàng Xanh. Có tới Hàng Xanh là quý vị biết xa cái nào rồi, là tôi mệt rồi.
thấy nhà thờ tôi chỉ là ông không vào nữa. Để cuối cùng đặt mãi là tớ ngồi thanh đa gửi chiếc xe đạp xong, ông phải là dẫn tôi lên tiếp trên cái lầu ba đó, nhốt lại đâu chừng mười mấy người đi. Rồi tôi nghe sùm sùm tôi nghe nhà thờ như thế nào vậy hả? Nhà thờ dẫn là tôi dùng quanh, tôi thấy là bên này là cái tủ, bên này là cái bàn ăn, còn mấy người ngồi xung quanh như vậy. Tôi không nghĩ đến là nhà thờ. Bắt đầu tôi quan sát, tôi coi những người này dụ tôi cách nào đây. Có phải bán nội tạng không? Bắt đầu tôi có những sự nghi ngờ. Và vô bắt đầu là bắt đầu hát say sưa, rồi cười đơ tay, rồi kẻ khóc, rồi người cầu nguyện. Tôi thấy cái gì đó mà nó hỗn độn. Tôi nghĩ trong nhà thờ là cái gì nó thiêng liêng, cái gì đó nó trật tự, và cái gì đó gọi là bày tỏ sự sùng kính lắm. Mà tại sao đây nó có một cái gì đó làm cho tôi nghi ngờ. Xong một lạc rồi tôi thấy bắt đầu có sự bỏ tiền quyên góp tiền và giải tiền. Rồi tôi thế nào là ví dụ tôi rồi ha. Chưa hết, tới giờ bài giảng cái bài giảng đầu tiên tôi một được đến nhà thờ là ông một sư đồng giảng là hãy nộp phần 10 cho Đức Chúa Trời. Thì thôi tôi làm đầu tắt mặt tối tôi không đủ quan. Bây giờ đã tôi theo cái hội này bây giờ vô là nộp 10% nữa thì chắc chết tôi quá. Làm cho tôi nghi ngờ đủ thứ nghi ngờ. Ông giảng từ 8 giờ sáng tới 11 giờ trưa mới xong. Trời ơi, tôi đói bụng quá thì rồi. Mà sáng giờ chưa ăn, từ 6 giờ sáng đến giờ chưa gì ăn hết. Rồi ông nói tiếp, ông nói hoài vậy, cuối cùng ông cho mọi người ra hết, còn tôi cũng giữ lại. Ông nói cái gì đó, ông nói hoài như vậy, ông bắt tôi bị gối lên. Mà tôi đuối quá rồi, tôi không biết như thế nào là. Thì tôi còn thấy là kim chỉ đến 11 rưỡi rồi, 11 giờ 30 trưa rồi. Thôi tôi quỳ gối đại lên, ông nói gì tôi nói đại đi chứ không. Để ông thả tôi ra khỏi cửa. Tôi xuống tôi mua ổ bánh mì. Ổ bánh mì không, tôi chèm ra ngố miếng cho miếng. Rằng cái điều gì đó nghi ngờ. Tôi nói anh chị em rằng, đến với hội thánh, nhiều cái điều để làm cho chúng ta bị nghi ngờ. Nhưng mà nhân danh Chúa Giêsu Christ, tôi cầu nguyện. Sau đó, tôi học được một bài điều rằng, khi chúng ta càng nhìn vào tổ chức, khi chúng ta càng nhìn vào con người, khi chúng ta càng thần tượng lên tổ chức, chúng ta thần tượng lên hệ phái, chúng ta sẽ bị vấp phạm và nhã tại nơi đó. Nhưng khi chúng ta không còn tập trung vào tổ chức, không tập trung vào hệ phái, không tập trung vào ông trưởng này trưởng nọ nữa, chúng ta tập trung hoàn toàn vào nơi Chúa, chúng ta sẽ có sự yêu của từng đây này. Đối tượng để chúng ta khỏi bị vấp phạm đó là tập trung hướng về Chúa. Sau đó ông nói hoài, cuối cùng tôi về 12 giờ đêm, tôi quỳ thẳng gối lên, tôi đưa tay lên, tôi nói lại ông Giêsu, nếu ông có thiệt á, ông chữa cho tôi hết bệnh phổi này, ông chữa cho tôi hết bệnh thận này, ông cho tôi đủ ăn đủ mặc á, tôi sẽ đi theo phục vụ ông suốt đời. Tôi thành tâm tôi cầu nguyện như vậy và cảm tạ ơn Đức Chúa Trời. 20 mấy năm trôi qua, Ngài đã chữa lành cho tôi khỏe mạnh hoàn toàn các bạn chị. Hoàn toàn các bạn. Nếu mà tôi giáp phạm ngay từ đầu á, thì có nhiều điều để cho tôi giáp phạm rồi á. Thì từ đó anh chị em rằng tôi sẽ không còn cơ hội được đứng đây. Nhưng mà đặc biệt, cái người mà dẫn tôi đi tin Chúa buổi sáng, buổi chiều á thấy tôi buồn quá, quý vị biết dẫn tôi đi đâu? Dẫn tôi ra nhậu. Kêu một cái lẩu dê nhỏ nhỏ, kêu mấy chai bia ra ngồi nhậu. Buổi sáng thì dẫn tôi đi tin Chúa, buổi chiều dẫn cái nhậu. Điều tôi đang nói là nếu mà giáp phạm thì chúng ta có nhiều cớ để chúng ta mắc phạm. Nhưng hãy nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin mà chúng ta có thể. Ô, những người đó được David sai đi, mặc lệnh David là bảo sai đi để làm việc lành. Chúa Giêsu cũng sai mọi người cho chúng ta ra đi để làm việc lành. Chúa Giêsu cũng sai chúng ta ra đi để hàn gắn lại những tấm lòng đã tan vỡ. Chúa Giêsu sai chúng ta đi để an ủi những kẻ đang đau thương vì mất mát. Chúa Giêsu cũng sai chúng ta đi để cứu vớt những kẻ lạc lầm, đưa họ về nơi chân lý của Chúa. Nhưng mà những sứ giả của David đi ra đã bị hiểu lầm, đã bị sỉ nhục, thì tôi và anh chị em có những lúc chúng ta được sai ra đi, chúng ta cũng bị hiểu lầm,
và đôi lúc chúng ta cũng bị sử dụng. Đối với ở bên này thì đạo của Chúa được tôn trọng, các mục sư được tôn trọng, nhưng mà ở nơi mà tôi đang ở bây giờ thì đỡ rồi, nhưng mà trước đây mục sư là xem như một cái gì giống như là kẻ thù của người khác vậy. Những người tin lành là không được vào làm việc trong nhà nước nữa. Những người con của người tin lành là không được học vào cấp 3 nữa. Thưa quý vị có biết chuyện này không? Những người mà con của tin lành là không được học nên đại kia. Có nhiều điều chứng minh nhân dân của chúng ta mà có cái chữ là tôn giáo tin lành là bị ngạc có một bên rồi. Một cái điều gì nó kỳ thị. Nhưng mà hỡi ông bà chị em, sẽ đến một ngày trắng sẽ ra trắng và đen sẽ ra đen, và những người tin kính Chúa thật họ phải được tôn trọng. Amen. Đức Chúa Trời ngày yêu thương mọi người trong chúng ta, ngày muốn mọi người trong chúng ta. Ma quỷ là kẻ nói dối, nó làm sỉ nhục người công dân của Chúa, nó làm cho mọi người trong chúng ta tổn thương lẫn nhau. Đúng không anh chị em? Tổn thương lẫn nhau. Đây là chúng ta sẽ thấy rằng sau giờ này bắt đầu chiến tranh xảy ra, bắt đầu đánh nhau. Với ban đầu công việc là gì? Một người vua qua đời, một người vua cảm thấy thương, gỡ người khác để đến dự đám lễ đám tang. Mà từ nơi đó có những lời nói không đúng, sanh ra nghi ngờ và bắt đầu chiến tranh xảy ra, đánh nhau, tay tua. Và điều này tôi nói anh chị em rằng ma quỷ nhiều lúc nó cũng gieo sự nghi ngờ của tôi và anh chị em. Cho nên muốn mỗi người trong chúng ta muốn được thành công, muốn mỗi người trong chúng ta kinh nghiệm một lễ nghĩa mừng mạnh mẽ, muốn được báo tên trong Đức Thánh Linh, muốn được dẫn dắt trong quyền năng của Ngài, muốn kết quả đưa nhiều người trở lại với Chúa, thì tôi cầu nguyện tôi và anh chị em phải nhờ Chúa chữa lành vết thương lòng của tôi và anh chị em. Đừng để những cái tổn thương của quá khứ làm hồn đá vấp chân cho anh em của mình. Nhiều người có lòng rất là tốt nha anh chị, nhiều người yêu với Chúa rất là tốt, đời sống chúng ta biết là không có gì để mà chê, nhưng mà tại sao không kết quả, tại sao không kinh nghiệm được sự tươi mới trong Chúa, và tại sao mà họ không được như là tự do để mà bước đi trong quyền năng của Ngài? Nó sẽ có những cái gốc rễ của sự vấp phạm, gốc rễ của những sự tổn thương, gốc rễ của những sự nghi ngờ, gốc rễ của quá khứ làm cho chúng ta bị vướng chân, và tâm linh chúng ta với người đó thay vì gặp nhau tay bắt mặt mừng vui vẻ, đó là ý muốn của Cha trên trời, nhưng mà chúng ta gặp nhau như vậy có thể là mặt cười nhưng mà tay thì bắt, nhưng mà trong lòng không có sự tự do. Tôi nói với anh chị em rằng chỗ này là chúng ta đừng cắn vào con mồi của Satan và ma quỷ. Dễ lắm mà nó sẽ yêu là gì? Những người tư gia, những người trong hội thánh ân tứ là những người tà giáo, là ma quỷ. Chúng ta không nhờ ơn Chúa mà tha thứ, vì bản thân đây cũng từ nhà thờ ra, bản thân đây cũng từ nhà thờ ra. Nhiều anh chị em chúng ta sẽ hiểu được rằng từng lúc từng hồi chúng ta sẽ hiểu rằng từ những người nhóm trong nhà thờ cho đến những người tư gia, cho đến những người nhóm truyền thống, tất cả chúng ta đều là con của Chúa, là anh chị em với nhà. Chúng ta không phải là kẻ thù với nhà. Đúng không anh chị em? Cái ghế người này đưa chúng ta ngày hôm nay lên, rồi đến một ngày họ sẽ đẩy chúng ta xuống. Chức vụ là như vậy. Và ngày hôm nay có thể chúng ta được tôn sùng là cái gì là giáo hạt trưởng hay giáo hạt phó hay là những gì đó, nhưng ngày mai mốt thì sẽ có người khác lên. Cái chuyện chức vụ quyền thế đến rồi nó đi rồi nó đến, nhưng mà Chúa Giêsu và tình yêu của Ngài là còn đến đời đời trên mỗi lòng chúng ta. Amen. Amen các chị em. Cho nên tôi khích lệ mỗi người trong chúng ta đừng bao giờ vì cớ một cách nào đó mà chúng ta giữ lòng cay đắng, xem thường người khác, coi thường nhóm này thế này, coi thường người kia không chính quy, coi thường người nọ là đàn bà biết giảng gì. Không, Chúa dùng mỗi người trong một cách. Tôi đã từng thấy một người đàn bà bình thường có thể thua một số người, nhưng mà những bài giảng của người đàn bà đó đã ảnh hưởng và thay đổi cả hàng trăm và hàng ngàn người là khác. Có những con người chính quy đàng hoàng mà giảng lên tôi thấy không có ai coi. Là cái chuyện của mỗi người, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng Chúa dùng người này trong lĩnh vực này, Chúa dùng người kia trong lĩnh vực kia. Cho nên trong Đức Christ đừng bao giờ khinh thường người nam hay là người nữ, đàn bà hay đàn ông. Chúng ta đừng khinh thường tư gia hay trong nhà thờ, nhưng mà người nào kính sợ Chúa thật, Chúa đều ban phước cho người đó. Amen.
Amen. Quan trọng là cần phải kính sợ Chúa thật như anh chị. Cảm ơn Chúa. Rồi cái gì? Nguyên nhân dẫn đến sự ngăn trở là gì? Nghi ngờ. Và lý do nghi ngờ là gì? Vì Chúa đã thông ở bên trong, nó vẫn còn giữ lại những sự tổn thương. Cho nên lời của Chúa đã chép ở trong sách Ê-sai 33 câu 7 câu 8 như sau: này, những dũng sĩ của Chúa kêu la ngoài đường, các sứ giả hòa bình khóc lóc đất cay, đường cái thì hoang vắng, đường xá thì không người qua lại, người ta đã phá vỡ giao ước, xem thường nhân chứng, chẳng coi ai ra gì. Đó, đến đó mà sao? Chỉ người những sứ giả hòa bình là khóc lóc đất cay thôi, rồi bị phá vỡ giao ước, rồi xem thường nhân chứng, không coi ai ra gì. Trong danh Giêsu Christ, tôi công bố rằng sau cái bài chia sẻ của tôi, mỗi người trong chúng ta hãy nhìn với nhau, chúng ta nói người bên cạnh là tôi cần Chúa và tôi cũng cần anh chị. Người chồng có thể nói với người vợ là anh cần Chúa, nhưng mà tại đất này anh cũng cần em nữa, đúng không? Hôm qua có người gửi cho tôi xem một cái cũng vui vui lắm. Hai vợ chồng dọn nhà với nhau thì gửi sạch sẽ đó. Cái người xem được cái nồng cũ bỏ bớt, cậu nồng mới đem vô. Cái người vợ thấy một đôi giày xài 8 năm rồi đó, anh ơi đôi giày em mang 8 năm rồi nó cũ rồi sao anh? Cái ông chồng nó này cũ quá thì quăng đi. Cái người vợ quăng cái đôi giày á. Cái lục thấy cái áo, nó anh ơi cái áo này là em mặc tới 15 năm rồi, nó cũ quá bây giờ sao? Thì vợ cũ bỏ đi. Cái người vợ quay qua hỏi người chồng, còn em anh xài 21 năm nó cũ mà nó bỏ, nó mua nó bỏ. Đó là không mua đúng không chị em? Cái gì cần bỏ thì bỏ, còn cái gì cần giữ lại thì nên tôn trọng, yêu mến. Vì vợ chồng không nên, trước đây là mới, nhưng mà xem bây giờ là cũ, đừng bao giờ nghĩ bạn. Đối là vợ là chồng, ngày nào cũng mới cả. Amen. Amen. Ngày nào cũng là mới cả, cho nên cô kia mới chú bước dắt tay nhau đi luôn. Tình tử lắm. Nếu mà hôm đó mà trong ngày chiều hôm đó là cặp đây sẽ là cặp đẹp nhất trong buổi chiều đó, hiểu không? Đúng không? Đó là điều tuyệt vời. Cho nên hãy hỗ trợ với nhau trong sự hầu việc Ngài. Cho nên Đức Chúa Trời Ngài muốn mỗi người trong chúng ta hiểu lời của Đức Chúa Trời. Đừng để sự nghi ngờ, đừng để những cái lời mà nghi kỵ nó tấn công mỗi người trong chúng ta. Anh chị em biết rằng ngày lễ mỗi tuần người ta nhắc về những quyền năng của Chúa, nhắc về những cái công việc của Đức Thánh Linh làm. Nhưng một số người họ vẫn không nhận. Vì lý do sao? Bên này chưa có không, chỗ này cũng chưa có không. Cho nên đó là dù cho có giảng trăm bài giảng, ngàn bài giảng mà lòng chưa được rửa sạch, tâm trí chưa được sửa đổi, chưa tin vào lời của Chúa trọn vẹn, tôi nói anh chị em, nó vẫn trơn trơn, nó không có gì thay đổi cả. Nhưng mà xin Chúa giúp đỡ cho mọi người trong chúng ta, hãy mở to tấm lòng ra. Vì biết rằng Cha chúng ta là đấng quyền năng, Ngài có thể dùng mọi người và Ngài có thể dùng mọi cách theo ý của Chúa, thì không giống như ý của chúng ta, nhưng mà ý của Chúa luôn luôn là tốt lành nha anh chị em. Amen. Chúng ta xem lời của Đức Chúa Trời được chép ở trong đây là lời ghi kỵ ở trong sự ký thứ nhất đoạn 19 câu số 3 như sau: các quan trưởng dân Ammon tao với Adon vua trưởng, vua tưởng rằng David sai sứ giả đến an ủi vua là vì tôn kính thân phụ của sao? Các đệ tớ hắn đến với vua chẳng phải để xem xét và do thám sứ để quỷ gì đó sao? Đây là lời nói láo. Đây là lời của những người mà gọi là sao? Nịnh thần. Và đây là lời của những con người mà không chân thật nói vào như vậy. Cho nên tôi khuyến khích và tôi nhắc nhở anh chị rằng không phải ai khen chúng ta đều nhận hết đâu, đúng không? Ai khen chúng ta đều nhận, và ai nói gì chúng ta cũng tiếp nhận hết đâu. Chúa bảo chúng ta là hãy để ý cách các người nghe, hãy cẩn thận điều cách các người nghe. Ngày kia thì tôi đi học trường Kinh Thánh, thì ông mục sư ông dạy gì con, mai mốt con bắt đầu con vào trong chức vụ đó, con nhớ một điều này mục sư dạy cho con nha, cái người mà chê con á lỡ lạ, à cái người mà khen con á, con xin lỗi xin xíu tôi bị lộn này, cái người mà khen con á là bạn của con, mà cái người chê con thật á đó là thầy của con nha con. Cái người khen mình mà khen đúng á đó là bạn,
Còn có người khen mình mà khen sai á, con coi chừng đó là kẻ thù của con. Chứ không phải ai khen cũng đỡ lỗ mũi, thỉnh lỗ mũi lên đầu. Đúng không chị em? Ví dụ như nó là Đức Chúa Trời có bốn con, ôi thằng này giảng hay quá anh ơi. Con chừng xin bảy. Mình giảng mình ô Kinh Thánh có như là 67 sách, cứ từng 7. Kinh Thánh tới 3 phần là Cựu Ước, Tân Ước, rồi cái gì là Mới Ước nữa đó. Mình sao mà giảng hay quá. Khen mình mà khen từng 7 đó là kẻ thù của chúng ta, đúng không? Mà cái người thương thật mình là cái người nói ra đúng sự thật điểm yếu của mọi người trong chúng ta. Cho nên đây là những người họ nói là ô vua ơi, mấy người đến không phải là để khen vua, để an ủi vua đâu, nhưng mấy người đến là do hả? Những con người rỉ vào lỗ tai chúng ta, nói vào lỗ tai chúng ta mà nói không đúng, chúng ta tiếp nhận, chúng ta coi chừng bị tổn thương một cách vô cớ, chúng ta sẽ gặp những năng lực một cách vô cớ. Nguyện xin Đức Chúa Trời giúp đỡ cho mọi người chúng ta, khi nghe một người nào đó nói xấu về mục sư của mình, chúng ta đừng vội vàng tiếp nhận. Amen. Khi nghe một người nào đã nói xấu về một anh em nào trong hội thánh, chúng ta đừng vội vàng tin. Hãy xét lại xem thì có đúng sự thật là như vậy hay không, mọi chuyện có phải như vậy hay không, để rồi chúng ta không mắc lừa chúng nó. Bạn bè xấu sẽ làm hư khối nếp tốt của chúng ta, cho nên chúng ta hãy cẩn thận để chúng ta được bình an. Khi chúng ta biết rằng chúng ta được chuẩn bị, chúng ta được huấn luyện, chúng ta hiểu biết rồi, tôi tin chắc rằng thần của Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy trên mọi người trong chúng ta. Amen. Tôi cầu nguyện cho sự tổn thương ra khỏi chúng ta, và nhân danh Chúa Giê-xu Christ tôi cầu nguyện cắt đứt tất cả sự nghi ngờ ra khỏi lòng của chúng ta ngay trong giờ này. Bất cứ một cái điều gì nó không đến từ Chúa mà nó làm cho giữa mục sư này với mục sư kia, giữa nhóm này nhóm kia mà có sự lấn cấn, thì tôi nói với anh chị em nè, hãy nhân danh Chúa Giê-xu cắt đứt nó, hãy làm hòa đi. Nếu tại đất này mà không chịu làm hòa, lên thiên đàng ở chung một chỗ. Đúng không? Người nói là tôi nói tôi tin Chúa, Chúa tha tội cho tôi, ở đâu? Ở thiên đàng. Người kia cũng nói là tôi tin Chúa, tôi thành tâm tôi ăn năn, thì tôi sau khi tôi qua đời tôi ở đâu? Ở thiên đàng. Mà thế nào cũng gặp nhau tại thiên đàng, mà tại đất này mà không chịu xử lý là chúng ta như thế nào anh chị em? Mất phước tại đất này, đúng không? Niềm vui không có trọn vẹn, sự bình an nó không trọn vẹn, đời sống chúng ta không được trọn vẹn khi chúng ta giữ những lòng cay đắng. Cho nên bà Joy Meyer bà có nói một câu rằng khi chúng ta tha thứ cho một người nào á là chúng ta làm ơn cho chính bản thân chúng ta. Đúng không anh chị em? Khi mà tôi tha thứ cho anh Kiệt điều gì đó thì tôi làm ơn cho chính bản thân của tôi. Tôi sẽ có một giấc ngủ ngon, tôi sẽ có sự bình an, tôi sẽ có sự vui mừng, và tôi sẽ có sự tự do thật. Một con người có sự tự do thật lại gặp ai chúng ta không mắc cỡ, gặp ai chúng ta cũng vui mừng, và chỗ nào chúng ta cũng có thể thờ phượng Chúa được. Amen anh chị em. Con người mà chưa được tự do thật á, cô trưởng chứ chúng ta bị bệnh dịch tôi nữa, nó nguy hiểm vô cùng. Nên nhờ ơn Chúa, tôi muốn khích lệ mọi người trong chúng ta, ở trong danh Chúa Giêsu chúng ta đạp đổ tất cả đồ lưỡi của Satan và đồ lưỡi. Kẻ nói xấu, kẻ nói không đúng, kẻ gieo điều rắc rối cho anh chị em, chúng nó sẽ bị thất bại trong danh Chúa Giêsu. Hãy nói với người bên cạnh rằng bạn là người mà tôi yêu mến, bạn là người tôi cần, bạn là người tôi cầu thay, bạn là người có thể giúp đỡ tôi khi tôi có cần. Amen. Như bài làm chứng của người chị em này, nếu mà mấy lần mà gặp cái cô bé nào mà trong chiếc tàu đó, mà mỗi lần gặp chửi lộn, mỗi lần gặp mà mỗi lần mà cương nhau á, thì ai làm cái người này đang ở dưới cái của ngồi là đúng không? Nhưng mà chúc mừng người nào gặp nhau cười, gặp nhau vui vẻ, gặp nhau nói những lời tốt, thì mình thấy là gieo cái gì thì gặp cái đó. Tại sao mà nó gặp anh em mà mình cười đi? Cái người nào mình ghét nhất, cái người nào mình coi thường nhất, cái người nào mình cảm thấy mình không thích, sẽ có một ngày Chúa khiến mình sẽ cần người đó. Tôi bị rồi. Mà Chúa không muốn gặp người này nữa.
thôi thì con có gặp không? Không gặp thiền mà. Mỗi lần gặp đều mỗi lần rồi. Nhưng một ngày kia tôi đi truyền giáo, tôi lại đến ngay cái vùng của người đó đang hầu Chúa. Thì cuối cùng thì tôi đến mục đích là tôi giảng tin lành. Và trong gia đình đó thì có 5 người, mà có 3 người tin Chúa, còn 2 người không tin Chúa. Nhưng mà trong gia đình đó là cái người, 3 người tin Chúa sốt sắng là nhờ tôi dẹp hình tượng, dẹp tất cả hình tượng. Và sau khi dẹp hình tượng xong thì trong cái hình tượng đó thì có một người đã làm công việc của đời trưng kiến cho nên được khen thưởng đó. Cuối cùng 2 người này lên báo với chính quyền, nó là phong rồi xuống xúi dục để mà dẹp bỏ những cái đất đó. Tôi nói vậy quý vị. Thì cuối cùng thì tôi gặp rắc rối, tôi vô đầu ngồi. Anh chị em thấy như thế nào? Vì vô đầu ngồi. Nhưng động cơ của tôi là gì? Hầu Chúa, là giúp đỡ anh em mình cai rượu, cai thuốc lá, cai những cờ bạc, giúp đỡ cho họ đời sống tin kính Chúa, không nên tính gì luôn. Mà cuối cùng thì tôi bị như vậy. Thì trong lúc mà tôi gặp như vậy thì cần một người qua bao giấy tờ thì họ cần một người bảo lãnh ra thì tôi mới được ra. Thì chú đố quý vị, ai là người bảo lãnh tôi? Ai là người bảo lãnh tôi? Cái người mà mình ghét à? Cái người mình không thích á? Lại là cái người mà chú sai đến để bảo lãnh. Từ đó về sau chú ở phòng giá. Tôi nói điều đó muốn nói với tất cả chúng ta là gì? Trong chúng ta không ai hoàn hảo cả. Tôi kể ra quý vị thấy không xấu cỡ nào. Tôi không thích người ta mà lại tôi cần người ta. Tôi không thích người ta và cuối cùng người ta lại giúp cho tôi. Như vậy tôi xấu cỡ nào thì qua điều đó tôi muốn nhắn nhủ với mọi người dân chúng ta, Chúa đã tha thứ cho chúng ta biết bao nhiêu rồi, mà tại sao chúng ta không chịu tha thứ? Chúa đã quả lắm bao nhiêu lỗi lầm chúng ta, tại sao chúng ta giữ lòng cay đắng với người thân cận của mình? Chúa ban phước cho mọi người trong chúng ta. Amen. Cái nguyên nhân dẫn đến sự xung đột, cái nguyên nhân dẫn đến chiến tranh và chia rẽ, chúng ta xem ở trong sự ký thứ nhất đoạn 19 câu số 6. Nếu quý vị có đọc chung với tôi, khi dân Amnon thấy David ghê tởm chúng, thì Hanun và dân Amnon sai người đem 30 tấn bạc đến Mesopotami, Amnon, Maaca và Soba để thuê chiến xa và binh kỵ. Bây giờ người ta đến thăm mình, người ta đến chia về cái đám tang cha của mình, mình nghi ngờ. Thì bây giờ đi thuê biết bao nhiêu lính này, quý vị biết tốn tiền không quý vị? Tốn nhiều tiền không quý vị? Rất là nhiều tiền. Wow, thuê quá chứ người thuê đấy. Và cuối cùng là gì? Chiến tranh đã xảy ra và làm cho những cái sự chết chóc bắt đầu bùng nổ. Nhiều gia đình, cặp vợ chồng, tôi kể anh chị nghe, Việt Nam thì ngày xưa thì khó khăn lắm, cho nên cái việc tặng hoa cho vợ trong ngày lễ rồi là rất là ít. Nhưng một ngày kia thì có người kia đi học trong trường Kinh Thánh với nhau thì vấn đề tặng hoa cho vợ là nên gặp. Cái rồi cái ngay ngày lễ 8 tháng 3, cái người chồng nó bắt trước người khác mà cũng mua một bó hoa về tặng cho người vợ. Mà từ nãy giờ chưa làm. Nhưng mà vừa bưng bó hoa về chuẩn bị tặng cho vợ á, thì người vợ nó cái gì? What happened? Gì xảy ra vậy? Cái người hàng xóm sợ có nói là ê, ổng hôm nay ổng có mèo, có mỡ, ổng có lỗi lầm gì đó, cho nên ổng mua hoa, ổng chuộc tội với mày. Rồi thế là chiến tranh đó bùng bùng xảy ra. Cô đó làm gì? Cầm nguyên bó hoa quăng xuống đất, đạp hoa nhà nát, chửi vào trong mặt, đủ thứ chuyện xảy ra. Chiến tranh xảy ra khi nào? Khi không có sự hiểu nhau, khi nghe lời người khác. Nhiều lúc vợ chồng đang yêu thương nhau không có gì hết mà người khác xỉa vào, gia đình gặp rắc rối. Nhiều lúc trong hội thánh không có gì cả nhưng mà người khác xỉa vào, trong hội thánh anh em lại gặp rắc rối. Nhiều lúc cha mẹ với nhau, người con muốn giúp đỡ mẹ để đi thờ phượng Chúa, yêu với Chúa, không có gì cả, nhưng người bà con nói là mày đừng có nghe thêm con nhỏ đấy, nó xuống mày đi theo Chúa, riết không mày bỏ ông bỏ bà. Cuối cùng là mẹ con cũng xung đột với nhau. Nó có những chuyện xảy ra, nhưng mà chúng ta cần phải biết là kẻ thù đứng phía đằng sau đó là ai, để chúng ta biết và chúng ta cần phải chấm dứt nó ở trong danh Chúa Giêsu. Amen. Mỗi người trong chúng ta, tôi muốn học phần cuối cùng để rồi chúng ta cùng chấm dứt tại đây.
về những người yêu Đức Chúa thật thì chúng ta cần phải hỗ trợ cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong có cần. Phần thứ ba là chúng ta sẽ thấy là hỗ trợ nhau điều gì. Chúng ta cùng xem sự ký thứ nhất đoạn 19 câu số 12. Và tôi mong muốn câu thánh này nó được ứng nghiệm ở trong hội thánh của Bao Tết ở đây. Chúng ta đọc đoạn 19 câu số 12 nè. Ông nói, nếu quân Amon mạnh hơn anh, em sẽ tiếp viện anh. Còn nếu quân Amon mạnh hơn em, anh sẽ tiếp viện em. Hãy mạnh dạn, can đảm lên. Hãy vì dân tộc chúng ta và vì các thành của Đức Chúa Trời chúng ta mà chiến đấu. Nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài để làm tốt. Amen. Hãy hỗ trợ cho nhau, hãy tiếp trợ cho nhau, hãy nâng đỡ cho nhau để chúng ta làm xong công việc của Chúa Trời. Nếu những người trong truyền thống và thấy họ tính tư gia phát triển thì hãy nói rằng nguyện xin Chúa ban phước cho anh chị hơn nữa để cứu thêm tội nhân vào trong hội thánh. Nên nói điều đó, đúng không anh chị em? Những người tư gia nhìn trong nhà thờ thấy nhà thờ phát triển là nguyện xin Chúa giúp cho các mục sư còn phát triển hơn nữa để nhiều người thoát khỏi địa ngục mà được cứu lên thiên đàng. Đó là ý muốn của Chúa. Còn ngược lại là không phải là ý muốn của Chúa, đúng không chị em? Cho nên chúng ta hỗ trợ lẫn nhau. Nếu hai hội thánh, ba hội thánh, bốn hội thánh mà hỗ trợ nhau như thế này, tôi đảm bảo nếu anh yếu chỗ này, tôi mạnh chỗ này, tôi sẽ hỗ trợ anh. Anh yếu chỗ này, tôi mạnh chỗ này, tôi sẽ hỗ trợ cho em. Hỗ trợ qua, hỗ trợ lại, chúng ta sẽ được mạnh mẽ và kinh hoàng. Người chồng mà biết hỗ trợ cho vợ, vợ biết hỗ trợ cho chồng, chồng mà nấu, vợ mà biết nấu ăn ngon, chồng ăn nhiệt tình, đó là sự kết quả, đúng không? Hỗ trợ cho nhau. Và chúng ta biết rằng chồng cũng cần phải thông cảm cho vợ, giúp đỡ cho vợ, và anh chị em trong hội thánh hỗ trợ cho nhau. Từ đó anh chị em nào tuyệt vời vô cùng. Khi anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp hay, chắc chắn rằng dầu quý giá sẽ đổ xuống trên những con người đó. Cảm ơn Chúa. Cái kết quả là gì? Những kẻ nghi ngờ, những kẻ mà gây rắc rối đã bị tiêu diệt. Sau đó chúng ta biết rằng là dân Ammon, những dân quân thuê, những người về đó là đã bị tiêu diệt hết. Còn những người đi theo David, những người kính sợ Chúa, họ đã được bình an. Và những người khác phải quay lại phục dịch David và những người tin kính Đức Chúa Trời. Điều này tôi muốn khích lệ dân sự của Chúa Trời, hãy tiếp tục ra đi ra nhà tin lành, hãy tiếp tục nói về sự cứu độ của Chúa Giê-xu. Hôm qua đến giờ chúng tôi nói chuyện với nhau, bây giờ người ta đã cấy cái con chip vào trong những cái đầu của người để người ta điều khiển trên vi tính, rồi người ta làm ra những robot như là một ví dụ như một sự kiện vào, họ làm ra một như một sự kiện thật, họ cấy vô rồi nói chuyện, cũng như từ từ là con người chế ra con người giả, rồi con người giả đấu của người thiệt, rồi con người thiệt bị lệ thuộc của người giả, rồi con người giả điều khiển của người thiệt, rồi cứ như cái vật thọ tạo của Đức Chúa Trời bị những cái điều gì đó chạy trá, nó điều khiển thế giới này sẽ đi về đâu. Nếu họ cấy vào những con chip 3 số 6 trên đầu, con chip 3 số 6 vào trong tay, là ngày Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Tôi nói anh chị em rằng ngày đã gần lắm rồi. Vì chúng ta hãy tỉnh thức, đừng mắc lừa ma quỷ, hãy nhờ ơn Chúa tiếp tục sống trong đời sống tin kính Chúa. Hãy khao khát Đức Thánh Linh tuôn đổ trên mọi người chúng ta, sử dụng chúng ta làm vinh quang danh của Chúa Trời. Chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện ngay trong giờ này. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng và chớ rút đầu. Hãy làm công việc của Chúa một cách dữ dật luôn. Vì biết rằng không khó anh chị em trong Chúa chẳng phải là của đầu. Chúa ban phước lành cho anh chị em ngay trong giờ này, để cắt đứt tất cả những sự nghi ngờ, cắt đứt tất cả những sự tổn thương, cắt đứt tất cả những cái điều gì mà gieo vào tâm trí, gieo vào tấm lòng của chúng ta, để làm cho bị tổn thương, để làm chia rẽ, để làm cho ảnh hưởng công việc của Chúa ngay trong giờ này phải bị tan biến ở trong danh của Ngài. Còn chúng ta hướng về Chúa và chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta, cầu nguyện cho gia đình chúng ta, cầu nguyện cho hội thánh của Chúa Trời ngay trong giờ này. Hallelujah, trong danh Chúa Giêsu, xin quyết Chúa Giêsu này bao phủ hội thánh Bao Tớ ngay trong giờ này. Và trong danh Chúa Giêsu, xin quyết Chúa Giêsu này bao phủ đầy tớ của Chúa là một sư phụ thiên nghiêng cùng tất cả công dân của Chúa tại đây. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.